bát hương bằng đồng vàng hạ màu thời gian là dòng đồ thờ chất lượng, được chế tác và gia công tinh xảo tại xưởng đúc đồng Bảo Long. Sản phẩm được đúc nguyên khối từ chất liệu đồng vàng thanh khiết. Bề mặt được áp dụng kỹ thuật hạ màu trầm cổ, đem tới sự cổ kính, độc đáo cùng độ bền cực cao. Mẫu bát hương này có nhiều kích thước đa dạng từ nhỏ tới lớn, sử dụng phù hợp cho mọi không gian thờ cúng tâm linh. Đây là dòng sản phẩm mang giá trị sử dụng truyền đời, chất lượng vượt trội theo thời gian. Thông tin sản phẩm quý khách có thể tham khảo theo đường link dưới phần mô tả. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn!